Yeah, chào cả nhà, Phương mình là nào? Isa Quan đây. Trước khi đến với nhà nhẹ, Isa đang chênh vênh ở phương nào? Tại sao lại là chênh vênh mà không phải là hạnh phúc vui vẻ? Đến bao giờ thì mình mới có được cảm giác ổn định? Mọi người cảm thấy bất an hơn khi ở trong vùng an toàn hay là ngoài vùng an toàn? Một năm sau nhìn lại mà mình vẫn thế, trời tệ vãi. Mình không chủ động trong việc làm chủ cuộc sống của mình ấy. Khi mà mình đã không biết mình phải làm gì, có nghĩa là mình có thể làm bất cứ thứ gì. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Đây là bài viết chửi nhau trên mạng, war như thế nào cho văn minh của tác giả Bảo Phúc. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thị. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nha. Dù lên hai bài chỉ trong vòng 3 ngày không phải là một ý tưởng hay cho lắm, nhưng mấy hôm nay mạng xã hội đủ biết bao nhiêu drama khiến mình tự nhiên không kìm được thú tính của bản thân mà phải lên đây ngoáy vài chữ. Nào là vụ một ca sĩ đang khá nổi bị tố là đạo nhạc, cho đến đại sứ thương hiệu mới của LV. Mình không trực tiếp tham gia bình luận vào bất cứ chủ đề nào đã được nêu ở trên, nhưng mình đã đọc gần như tất cả mọi comment liên quan, chủ yếu là để tìm góc nhìn đa chiều hơn. Và mình thấy khá nhiều những comment toxic lẫn những cuộc tranh luận vô bổ không hồi kết. Vì là một người nghiện comment dạo, mình tự tin để có thể đưa ra những cách tạo ra những cuộc war văn minh và healthy hơn. Xác định chủ đề. Đầu tiên, khi tham gia tranh luận, ít nhất bạn phải biết những thông tin cơ bản đã tạo nên cuộc tranh cãi đó. Mình để ý có rất nhiều bạn khi chửi nhau, chủ yếu là dùng những định kiến cũ có sẵn, hoặc chỉ mới đọc title mà đã tay nhanh hơn não và lao vào như những con hổ đói mồi mà không thực sự biết cái drama đó nói về cái gì cả. Đây cũng là sai lầm mà mình hay mắc phải trong quá khứ. Nhưng sau một thời gian tu tâm dưỡng tính, mình đã cải thiện được khá nhiều. Việc tìm hiểu vấn đề trước khi tranh luận vô cùng quan trọng. Nó giúp bạn có được một bức tranh toàn cảnh về vấn đề, cũng như tình hình chiến sự. Ví dụ 1, chủ đề có 10 luận điểm. Nếu như bạn không tìm hiểu kỹ về chủ đề, mà chỉ nắm vững có 5 luận điểm về vấn đề đó, khi đối thủ nói tới vấn đề thứ 6, thứ 7, rất có thể bạn sẽ cứng họng. Chính vì vậy, trước khi bước vào tranh luận, hãy chậm lại một chút, đọc lại một lượt vấn đề, làm vài đường Google cơ bản để nạp thêm các góc nhìn đã, rồi hãy bắt tay vào tranh luận. Xác định đặc điểm của đối thủ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là câu nói phù hợp nhất để nói về vấn đề này. Khi tham gia một cuộc chiến, bạn phải hiểu rõ đối thủ của mình. Cách xác định thì cũng không quá phức tạp. Điều đầu tiên mà đập vào mắt bạn chắc chắn là tên và avatar của tài khoản đối thủ. Nếu như đó là Aclon thì nó sẽ tạo ra điều bất lợi lẫn có lợi cho bạn. Bất lợi ở chỗ khả năng cao đó là tên giả, phải thông tin gần như là bằng không. Gã đó có thể thoải mái buông ra những luận điểm theo kiểu cả chính và tà, có thể sử dụng những lý lẽ không thuyết phục, thậm chí có thể sử dụng những ngôn từ xúc phạm mà bạn không thể làm gì được vì hắn là một kẻ giấu tên. Còn bạn là một ạt định danh. Nếu bạn nói sai hoặc dùng tới những từ ngữ câu cú không đúng mực, chắc chắn sẽ bị những người xung quanh đánh giá và nhận xét. Nhưng điều có lợi ở đây thường là những lời nói của các ạt clone sẽ giảm kha khá trọng lượng. Vì ở thời đại 4.0, việc sử dụng nick giả để đi gây war chỉ chứng minh việc bản thân là đối tượng yếu nhất trong số các thể loại anh hùng bàn phím. Và bạn có thể đánh phủ đầu nếu như kiến thức của bạn đủ tốt. Nếu như bạn gặp phải những tài khoản mà avatar là cái ảnh ức ơ nào đó trên mạng hoặc đặt theo kiểu phải SS, thì bạn cũng hoàn toàn có thể không cần tham gia vào cái war đó. Vì khả năng cao đó là một cuộc cãi nhau giữa bạn và một nhân vật ảo, hoặc là với một đứa con nít. Đối với mình, một đối thủ xứng tầm để tạo nên một cuộc war lành mạnh là khi cả bạn lẫn đối thủ đều công khai ít nhất những thông tin cơ bản như tên tuổi, ảnh thật, quê quán thật và những bài viết thật. Vì điều đó chứng minh việc người đó có một kiến thức nhất định và sẵn sàng tranh luận sòng phải mà không cần phải lo che giấu thân phận của chính mình. Ngoài ra, hãy xác định phong cách tranh luận của đối thủ như thế nào. Có những kẻ trình độ lý luận cao siêu, cũng có những kẻ tranh luận theo phong cách giang hồ, có những kẻ trích dẫn đầy đủ nguồn tư liệu, có những kẻ lại thích đưa ra quan điểm cá nhân, có những người thì từ ngữ câu cú chặt chẽ, cũng có những người thì câu cú lủng củng. Tất cả những thứ đó đều có thể giúp bạn khai thác sơ hở hoặc phát hiện ra điểm mạnh của đối phương. Mỗi một đối thủ sẽ có một điểm mạnh và một điểm yếu riêng. Hãy cố gắng khai thác điểm yếu của đối phương. Nhiều khi bị cuốn vào một cuộc tranh luận, chúng ta có thể sẽ quên đi đối thủ, chỉ hoàn toàn đưa ra những quan điểm cá nhân mà chả có dẫn chứng gì cả. Hay đối thủ chỉ toàn đưa ra những lý lẽ của riêng mình,
mà không đưa ra được nguồn thông tin xác đáng. Hoặc có những đối thủ thì câu cú rất lủng củng, lập luận không chặt chẽ. Chúng ta có thể sâu chuỗi lại câu cú của họ để vặn lại họ. Đại khái là thế. Hãy nghiên cứu phong cách của đối phương trước khi để tâm đến nội dung mà anh ta viết đúng hay sai. Xác định phe. Thật ra, việc có phe từ đầu sẽ dễ khiến bạn bị cảm xúc và mindset có sẵn lấn át. Nhưng nếu như bạn tranh luận theo kiểu hòa cả làng thì bạn sẽ không mất gì, nhưng cũng chả thu lại được gì cả. Một cuộc tranh luận mà không dẫn tới đâu sẽ rất dễ khiến bạn mất thời gian một cách vô bổ. Thứ duy nhất bạn thu lại được là sự khó chịu và buồn bực. Trong một cuộc tranh luận sẽ thường tạo ra 3 phe, gồm phe A, phe B và phe trung lập. Phe trung lập thường là phe lý trí nhất vì họ là người ngoài cuộc. Nhưng ta phải xác định rõ phe trung lập và phe hòa cả làng. Vì phe hòa cả làng thường không đưa ra chính kiến rõ ràng, mà chủ yếu bình luận làm sao mà không làm mất lòng cả hai phe càng tốt. Còn phe trung lập thì chỉ đơn giản không phải fan của bên A lẫn bên B, nên họ thường xác định rạch ròi hơn cái đúng lẫn cái sai của cả hai phe. Nhưng đừng bao giờ tỏ ra mình là phe trung lập nếu như bạn đang ở phe A hoặc phe B, vì chỉ cần một chút sơ sẩy, bạn sẽ bị phản đam và bị loại khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Việc chọn phe, ngoài vấn đề luận cứ luận điểm, thì câu từ cũng là một thứ có thể phân định bạn thuộc phe nào. Đầu tiên, xác định mình ở phe nào, rồi sau đó cũng phải để ý tới câu từ của mình nữa nha. Kẻo mình đang ở phe nọ nhưng lại bị gán cho phe kia từ bao giờ không biết. Xác định kiến thức của bản thân. Nếu như bạn cảm thấy mình chỉ hiểu khoảng 30% của vụ drama đó, thì việc lao vào tranh luận chả khác gì tự hủy cả. Nếu như bạn đủ thông minh, bạn phải biết ít nhất mình có bao nhiêu kiến thức về vấn đề này. Và nếu như chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào hay chỉ mới nghe tới lần đầu về chủ đề nào đó thì không nên cố quá làm gì. Vì bạn không thể múa rìu qua mắt thợ. Chỉ cần một người am hiểu, bạn có thể bị diss tới lúc sắp mặt mà hoàn toàn không thể ngóc đầu lên nổi. Bạn cũng nên xem xét cuộc chiến tranh đó sẽ đi tới đâu, vì thực sự có những cuộc tranh luận không cân sức ngay từ đầu rồi. Nếu đã xác định được điều đó, lựa chọn tốt nhất nên là im lặng. Như đã nói ở trên, để xử lý vấn đề, đơn giản là nạp kiến thức trước rồi tranh luận. Làm vài đường Google cơ bản, chuẩn bị sẵn các nguồn tham khảo uy tín, hình ảnh, tư liệu, dẫn chứng đầy đủ rồi hẳn lao vào tranh luận. Một cách rất hay đó là kiểm tra chính dẫn chứng của đối thủ trước khi đưa ra dẫn chứng và luận điểm của mình. Chỉ ra cái sai của đối thủ cũng là một điểm ưu tiên quan trọng cho bạn trước khi bạn tung ra luận điểm và ý kiến của mình. Đừng spam. Đây có lẽ là lỗi nghiệp dư nhất mà bạn có thể mắc phải. Đôi lúc, chỉ vì muốn bảo vệ thần tượng của mình, bạn đi spam khắp nơi để đưa ra những lập luận mà đa phần là thiếu logic lẫn chứng cứ. Nhưng vì sợ idol mang tiếng xấu, bạn phải tìm cách đổi trắng thay đen. Việc copy paste một đoạn văn mẫu cũng là một điều khá vô nghĩa, vì bạn nên hiểu, đa phần con người chỉ tin vào những gì họ muốn tin, và việc bạn làm chả khác gì nước đổ đầu vịt. Đừng vào hang của địch. Đôi lúc vì muốn tạo điểm nhấn, có nhiều bạn vào hẳn fanpage của đối thủ để công kích. Đây không chỉ là một hành động theo mình là thiếu khôn ngoan, toxic, mà nó có thể khiến ạc của bạn bay trong một nốt nhạc. Địa điểm tốt nhất để tranh luận là những nơi trung gian đã đưa thông tin về vấn đề đó, vì ít nhất đó cũng là nơi bạn tìm được đồng minh của mình. Đôi khi bạn đúng, luận điểm của bạn cứng, dẫn chứng của bạn chuẩn chỉ, nhưng chỉ đơn giản vì một cái mồm không địch lại vạn cái mồm mà bạn có thể thất bại trong tức tưởi. Tưởng tượng bạn vừa mất 10 phút để comment một đoạn tranh luận đầy chặt chẽ và xuất sắc, nhưng bị trôi tích tận đi đâu trước một tràng comment chửi bới. Điều đó thực sự kinh khủng với những người tranh luận có ý thức, và tốt nhất là bạn không nên phí thời gian của mình vào những cuộc tranh luận như vậy nếu không muốn ôm cục tức vào mình. Né hang địch ra và đừng dại mà tả xung hữu đột giữa một bầy lan sói. Đừng body shaming, chửi tục quá đà hay xúc phạm danh dự. Khá là mắc cười khi có nhiều bạn khi cãi không lại người ta thì bắt đầu lục won của họ, lấy ảnh và body shaming. Nó chỉ chứng minh sự bất lực của bạn trong cuộc tranh luận. Việc khích bác trong những trận war cũng không phải là điều gì mới. Nhưng nếu như bạn phải thốt lên là đờ mờ mày thì bạn đã thua ngay từ giây phút đó. Có một vài từ chữ bậy có thể chấp nhận được trong một trận war, ví dụ như là đeo sắt hay vờ lờ, vì nó giúp bạn nhấn mạnh câu trả lời chứ không phải là để lăng mạ. Mình cũng không khuyến khích nha. Nhưng cách tranh luận tốt nhất vẫn là giữ một thái độ hòa bình, sẵn sàng sai và tôn trọng đối thủ. Cứ cho là chúng ta không bàn tới vấn đề đạo đức hay giáo dục công dân đi, nhưng việc chửi bới và xúc phạm cá nhân có thể trở thành một sơ hở mà đối thủ có thể khai thác của bạn. Khi bạn chửi tục quá đà,
xúc phạm hay body shaming đối thủ và bị đối thủ lấy ra để phản bác, có thể mọi công sức tranh luận ở trên sẽ đổ sông đổ bể. Đừng mắc lỗi chính tả. Thật ra đây chỉ là một phần bonus vì chính tả chỉ là một điều nhỏ trong một cuộc tranh luận. Nhưng nếu bạn đang ở trạng thái bất lợi thì việc mắc lỗi chính tả là điều tối kỵ. Nhất là đừng bao giờ mắc lỗi chính tả ở những thông tin quan trọng hay những thuật ngữ chuyên môn, vì khi đó bạn lại dâng thêm một điểm quan trọng cho đối thủ. Kết. Đây chỉ là một vài điều cơ bản mà theo mình sẽ giúp cải thiện chất lượng của một cuộc tranh luận. Điều quan trọng nhất vẫn là bạn học được gì sau những lần trò chuyện đó. Chúc các bạn có những trận war và hóng drama một cách lành mạnh và vui vẻ. Peace! Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.